Dạ chào mọi người, đây là con rùa nè. Rùa mình mới lụm về phải không? Rồi mình đi làm cái ngôi nhà mình nuôi nó đi. Rồi mình đi ra xong mình kiếm đồ mình nuôi nó. Rồi cầm ra. Ở đâu có hai chú rùa nè. Dễ thương quá nè. Rùa, chú rùa con ở đâu nè? Các bạn nhìn nè. Ở đây sao mà có rùa được ta? Đây là bãi cát, bãi vật liệu nè. Sao ở ngoài có được? Bãi nước kìa. Ở ngoài đó có sông nữa hả? Con rùa đó gì mới đi lên vậy á? Rùa con mới nở thì nè. Nó lớn à? Nó lớn hả? Vậy là nó sống ở đây rồi đó. Vậy có con mẹ đó. Mình về mình nuôi nó, mình chăm sóc nó được không? Hộp nha. Mình đem về. Nay cũng mình đây chào mọi người, đây là con rùa nè. Rùa mình mới lụm về phải không? Rồi mình đi làm cái ngôi nhà mình nuôi nó đi. Rồi mình đi ra xong mình kiếm đồ mình nuôi nó. Rồi cầm ra. Hai đứa phải nuôi nó cẩn thận nha. Lần đầu tiên á, giờ mới trở về xem á, mình chỉ thấy nó trên sen thôi mà. Giờ mình sẽ nuôi cho nó lớn. Chắc con cùng các bạn nuôi hai bé rùa chứ cùng với con đi. Mấy người hết lên nha mọi người. Các bạn đi, mình đi tắm đi.